Rồi, xin chào mọi người. Tiếp tục video thì mình chia sẻ và giao lưu với mọi người hai cái mic cúc lai. Những cái này là những cây rin phong dẫn lông. Hai cái này nó có chiều cao tổng thể của nó gần 1m2. Độ rộng tán của nó là 80. Hành thân thì nhỏ nha mọi người, hành thân tầm 10 11. Cái này có nói hành thân tầm 11 hết. Nhưng mà cái cuồng cây chống phong dẫn lông. Thân liền lạc, càng lên cao nó càng gút lại này. Cốt thân đẹp nha mọi người. Cốt thân đẹp hơn. Đấy, mình quay theo cái đường sánh của cây luôn á. Nụ rất nhiều nha. Mấy cái này nụ vừa. Mấy cái này nụ vừa lắm. Đấy, ngòi nó cao nha mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu găng tay. Coi kia cũng vậy ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi, ok. Thì mọi người có giao lưu hai cái này thì mình đề giá giao lưu là 2,5 triệu nha. Một cặp. Mình bán nguyên cặp luôn nha mọi người. Coi cuồng đẹp. Đấy, đợi nguyên cặp mình chơi ok lắm. Nụ nhiều. Đây có một vài hoa nó nở ra này. Cánh nó xếp tròn. Cúc lai nha mọi người. Nó không có được đơm lớp cánh nhiều nên mình bán rỉ. Bán như giá dạo thôi. Nụ à, mấy cái lá dè nó rớt thôi mà mọi người thấy này. Nụ nó lòi ra này. Đó, nó nở chùm nha. Nở chùm. Đấy, nụ nhỏ. Rất nhiều. Chơi vi vu. Quan trọng coi cuồng nó đẹp nha mọi người. Có hoa trúng. Dòng cục lai thì nó cũng như giáo thôi. Đó. Màu nó rất là đậm đè. Đậm đè. Và nó có nở một chùm bông đó. Này trình quay rồi đó. Nụ nhỏ rất nhiều. Giờ nó bị ché ánh sáng á. Không mọi người nhìn bằng mắt thường mình ngồi là nhìn nó nụ mọc ra rất đều hết rồi. Chi chít. Cốt cuồng cây này nó cù gút đó. Chưa sao đớ sao rỡ gì hết. Không. Này chân một cặp ok. Rồi giá 2,5 triệu hai cây này nha mọi người. Cặp này mình không có bán lẻ ha. Bởi vì lựa ra được à. Cặp nó tương đối nó đồng đều. Mọi người mua thì được giá rẻ thôi. Rồi thì mình chuyển qua cái cây này. Cây này là cây giáo. Giáo hai lớp. Mấy cái này anh em ngồi bác mua là vừa này. Giờ mình định mai lạc lé mà sẵn nó có hoa là trời tạnh ráo thì mình quay luôn. Lạc lơ cỡ thì gần tối rồi cho nên mình quay kịp thời ha. Đó. Thì cái này thì nó có chiều cao là tầm 90 thôi. Cái lùng lực cốt thép. Nhưng mà cây nó già lắm nha mọi người. Đây, mọi người nhìn cụ đế nó này. Cái cuồng cây. Cụ đế cuồng cây đẹp ha. Nó lùng gút. Đây là cái mạch chân chính tông của nó này. Không, nó đều ha. Đấy, mình chia tay lại mọi người ha. Nụ này. Đủ như vậy là vừa nha. Mới lại có nhiều đây chút xíu à. Sẽ có mạch hoa của cái cặp cúc lai kia mình quay luôn. Mình quay tới đâu thì hay tới đó thôi. Chứ mình không có chuẩn bị.
Rồi thì cái giá này thì mình giao lưu với mọi người giá 1,5 triệu ha, giá không bao ship. Không, cuồng cài nó rất đẹp. Rồi mọi người có thích thì giao lưu ha. Được những cái cây mai rinh cốt đẹp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Được 7 chi một ngọn form đều. Mình giữ giá cho mình không có tăng cũng không có giảm. Nhìn từ trên cao nhìn xuống này mọi người thấy cốt nó đẹp, nó đều. Rồi ai có thích thì giao lưu ha. Rồi hai cây mai cúc lai bên kia, cặp kia 2,5 triệu. Cái lý này giáo da này thì 1,5 triệu. Đó. Chân rất là đẹp, trong nụ vừa thì mình chơi. Đó, quay được ba cái này.